Rồi, Dạng chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay Dạng đi bẫy le le với anh Quân. Dắt chưa? Bẫy le le dắt chưa nha. Dắt này chạy lớn 10 giờ. Quyết định là ngồi cho tới le le về thôi nha cô chú anh chị. Rồi, đầu video Dạng cũng chúc sức khỏe đến các cô chú anh chị, các anh em trên mọi miền đất nước được dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay Dạng quýnh le le trên cái gò. Gò con Dũng nước à. Này, xem kênh Dạng cho Dạng xin một đăng ký kênh nha cô chú anh chị ơi, một like một lượt chia sẻ nha, để Dạng có cái động lực để làm những video tiếp theo. Hãy để Dạng quay cái sân cho cô chú anh chị xem nha. Ngồi xa lắm nha cô chú anh chị, ngồi tầm khoảng 30 mét, ngồi rất xa. Để Dạng ngâm lại cái sân cho cô chú anh chị xem, trên gò nó có dũng nước hả, đó thấy không, quá trời xa luôn. Đó, mồi Dạng đó. Có dũng nước một nghe cô chú anh chị, cái dũng trâu nằm á. Đó. Rồi, để Dạng có bẫy được Dạng chia sẻ cho cô chú anh chị xem nha. Dạng gặp bầy này tầm khoảng 11 12 con gì đó cô chú anh chị ơi. Không biết là mấy con, chắc cỡ phải tầm khoảng 11 12 con, không bay lẹ quá Dạng điếm không có rõ nha. Rồi, chúc các cô chú anh chị xem video vui vẻ. Góc ngoài đầu lưới của chú anh chị ơi, trời ơi thiệt tình của chú anh chị, góc ngoài đầu lưới mấy con để Dạng quay cho cô chú anh chị xem. Trời ơi thiệt tình, tức ghê cô chú anh chị, rớt ngoài đầu lưới ác thiệt. Rớt 4 con thiệt tình. Hả? Rất gần đầu lưới quá. Trời ơi, mới vô không chút xíu rồi cô chú anh chị ơi. Rất này nè. Sát cái đầu ngắn quá. Phan kỳ quá. Cái đầu lưới luôn. Ngại ngán luôn. Mở máy ra đây, xe có khoảng một đợt liền thôi.
đầu gọng không. Đưa lên chút xíu là ngon quá. Cái lỗ này nó không độ ngay đầu gọng mới ghê. Con đầu tiên rớt cái chốc ngồi luôn á. Đó. Đó con đó đó. À. Tự nhiên cái hộ sai. Má sở thiệt chưa? Cái cần này là muốn gì nó ngày đầu không à? 9 con à? Đây là 9 con à? Ừ, 13 con. 13 con. Hai nãy đến 12 con thôi, giờ nó nhập vô đâu con nữa ta. Mà mấy rồi nó ra nữa. Mồi tôi. Mồi. Hồng kinh cha dữ. Ở ngoài bày khác sao? Không có bày khác nữa. Để xui. Má sợ dưới bay ụt mở mở mấy cái này kéo ra cái này dí 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 đưa xuống. Thấy này cũng hơi chậm á. Sáu sớ dữ người ta. Vài tiếng là nó bốc lên liền. Má ra trứng nó mồi liền ha. Ồ, cũng to. Mấy con nó hả? Đâu. Đây mấy mồi? Năm mồi đó. Tám con rồi gà chín. Con bầy nó hả? Chín. Quấn luôn chứ gì nữa. Đây cô chú anh chị ơi. Bao nha. Rồi, nãy về hai chú vịt trời nữa. Chừng đập được hai chú vịt trời nữa thì vẫn quay không kịp. Nè. Đó con cặp cặp. Đó. Trời vịt trời gặt luôn nha. Không phải zin. Đó, hàng chút xíu nữa dàn qua thành quả cho cô chú anh chị xem. Đây năm em mồi của dạng nè. Rồi, có con bầy một à, xong rồi vẫn cuốn luôn nghe cô chú anh chị ơi. Đây, anh em ơi. À. Bắt cái trời ra trước nha. Lè đi. Lu. Hai con. Ừ. Lu, đã không? Hí hí hả mày? Hí hí. Bốn con. Đã không? Kỳ hơi lúng túng quá. Rồi con nữa thôi, con nữa thôi. Con mẹ hết đi. Thôi. Hết đi. Con ra đi. Mẹ đi, tám con hết luôn đi. Chẳng có thằng săn banh nào đó cho nó đưa nó luôn. Mẹ thì nó ăn gì nào nó ăn đưa nó luôn. Nhà hết chỗ rộng rồi. Nhiều quá hết chỗ rộng rồi. Bốn con. 40 rồi, 30 ở nhà rồi chỗ đâu nữa rộng. Mời làm bầy nữa rồi rộng ở đâu. Không bày hiểu luôn. Tám con. Rồi anh cầm hai con ngoài đi. Đây đây đây. Để phe với anh em ta cái nào vịt trời, cái nào vịt trời, cái nào le le. Rồi cuộc đó lại đây. Để nói với anh em cho anh em ta biết đúng không. Có nhiều anh em không biết cái con vịt trời là cái gì, cái con le le là con nào. Để bữa nay mình làm cái clip này để giới thiệu cho anh em biết con vịt trời và con le le như thế nào nha anh em.
Có nhiều anh em nói vịt trời là le le, và le le là vịt trời ha. Thì bữa nay sẵn ở đây mình dính được hai con vịt trời rồi, mình nói với anh em luôn nè, cầm con cho anh em cầm cánh nè, cầm cánh được rồi, cầm hai con luôn. Ừ, sát sát vô vậy đó. Đó đây nè anh em, đây là vịt trời nghe anh em, vịt trời gặt nghe nó nè, cái mỏ vàng nè anh em đó, cái chân nó nè, chân đỏ ao thấy không, đã không, cái mỏ là lúc nào cũng vàng nha đó, cái mỏ vàng gì mới đúng nè, cánh xanh. Còn con vịt trời á, con vịt trời lai á, y cái cánh nó bị gì đâu, cánh xích lông, vịt này sắp sửa thay lông đó nè. Anh em nhìn cho phân biệt cho kỹ nha, là con vịt trời nha anh em, mỏ vàng. Còn đây là le le nè anh em, đó vịt trời với le le nó khác nhau nha anh em, trình đen. Vịt trời thì nó mở, vịt le le thì nó màu nâu, vịt trời thì nó màu nè, bông đẹp không, trần ri không, đẹp ha. Cái này là đúng cặp chống ngái của nó luôn đó.